Loại cây ăn trái này khiến cho các nhà vườn trở nên vỡ mộng làm giàu. Người tiêu dùng thì thất vọng vì cái chất lượng không được giống như là người ta kỳ vọng. Cùng mình tìm hiểu cái lý do trong video này các bạn nhé. Xin chào các bạn, giới thiệu với các bạn đây là trái vú sữa hoàng kim, có nguồn gốc là một giống cây ngoại nhập từ Đài Loan. Và cái giống này ấy, thì có khá là nhiều giống khác nhau như là cựu đại hoàng kim hay là đông mật hoàng kim. Khoảng hơn 5 năm về trước ấy, thì để có thể sở hữu được một cái cây giống như thế này, các nhà vườn sẽ phải bỏ ra cái số tiền từ 150 đến 350 ngàn để có thể sở hữu được một cái cây giống như thế này. Với cái giá cây giống như vậy thì nó là cực kỳ cao, nhưng vì cái giá trị lợi nhuận kinh tế của nó mang lại khi một ký trái đến tay người tiêu dùng thì sẽ phải bỏ ra cái số tiền từ 150 đến 200 ngàn. Và với cái ước vọng là có thể làm giàu với loại cây ăn trái này thì chúng ta đổ xô đi trồng cái giống này. Nhưng sau khoảng 5 năm vào thời điểm này thì các bạn nhận thấy đó là một cái sự thất vọng tràn trề khi mà nó không mang lại cho chúng ta cái giá trị về kinh tế. Cũng vào khoảng thời gian đó thì mình cũng bị cái loài cây ăn trái này nó thu hút khi mình nghĩ rằng nó sẽ có thể mang lại cho mình một cái nguồn lợi về cái giá trị kinh tế. Nhưng mà đến thời điểm này ấy, thì nó không được như mình kỳ vọng và cái giá của nó bây giờ có thể giảm sâu xuống từ 5 đến 10 lần. Với mình ấy, thì mình thấy cái giống cây ăn trái này nó cũng không phải là quá tệ về hương vị hay là xét về cái độ ngọt, nhưng để đến tay của các bạn thì nó sẽ qua rất là nhiều các cái khâu trung chuyển khác nhau. Và vì trong quá trình trung chuyển thì nếu như không đảm bảo được về cái yếu tố bị rơi rớt hay là bị dập ấy, thì cái chất lượng trái nó sẽ là một cái gì đó nó làm cho chúng ta không thể thưởng thức được đúng vị của nó. Nếu như cái trái này mà bị thứ nhất là rơi rớt, thứ hai là bị dập và thứ ba nữa là hái xanh ấy, thì các bạn sẽ không bao giờ thưởng thức được cái hương vị thật sự của nó. Nhưng nếu như các bạn mà thưởng thức tại vườn thì mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác cho tất cả các bạn. Cái giá trị lợi nhuận của nó thì lúc này rất là thấp, bởi vì các bạn biết được cái lý do là vì người tiêu dùng lúc này người ta đã không còn quá mặn mà về cái chất lượng của sản phẩm nữa, khi nó có một cái mùi vị nó liên quan về cái yếu tố trong quá trình trung chuyển này, vận chuyển này, thì hay là cái chất lượng trái nó không được đảm bảo. Vì thế nên là thời điểm này nếu như để mang cái giống cây này ra so sánh với lại một cái vú sữa mà truyền thống của chúng ta thì có lẽ là sẽ có nhiều bạn chọn cái trái vú sữa truyền thống hơn. Đây là một cái giống cây ăn trái, nó phát triển và sinh trưởng rất là mạnh, rất ít cái vấn đề về sâu bệnh. Có chăng thì nó chỉ bị ở cái phân đoạn nó đậu trái mới hình thành hay là ở cái phân đoạn nó đang đi cái cơ đọt mới thôi. Trong thời điểm nó mang bông thì các bạn hãy cố gắng tưới giúp mình nhiều nước lên thì khả năng đậu trái của nó rất là cao. Tuy nhiên nếu như để mang nó ra so sánh và làm kinh tế ở cái mức độ an toàn thì mình vẫn khuyên các bạn nên chọn cái giống vú sữa truyền thống thì cái đầu ra của nó sẽ là lớn hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Đừng quên follow kênh để theo dõi nhiều hơn các video hữu ích liên quan về nội dung canh tác, cây cà phê hay là cây ăn trái các bạn nhé.